Đến với những cuộc thi đó vậy Thì nói thật với anh Lâm với là bác Thủy rằng là cái ngày đấy á, chỉ là gia đình thì thích nghệ thuật thôi. Thấy con người ta có đam mê nghệ thuật các thứ thì mình cũng ước mơ thôi. Nhưng mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước bởi vì mình không có điều kiện. Thì tình cờ khi mà biết Michael Jackson thì bắt chước nhảy Michael Jackson. Thế cuối cùng bảo ba là ba in cho con một cái đĩa để con lên gác con nghịch. In cái đĩa thì lên gác nhảy, nhảy học nhảy vừa nhìn học ở trên lầu. Thế là học trên lầu xong thì bắt đầu nó phát hiện ra giữa nhạc và nhảy của Michael Jackson bị lệch, là in bị lệch. Thì thực ra là em cũng không biết chị ạ. Cái hình với cái tiếng, cái hình với tiếng đó, tiếng bên chân lệch nhau. Em còn kêu em la lắm. Người ta in thì sao cái đấy. Đấy lúc đấy còn khùng mắng lại con như vậy. Thế khi bắt đầu lên xem lại. Đây nhá, ba nhìn đây nhá. Xong tí con cho ba xuống xem ở dưới YouTube tí nhà. Khi xem xong mà xuống nơi lại thì đúng thực sự là biết là sai. Trong người em tự nhiên em cảm thấy nghĩ khác đi. Và lúc đó em về em mới nói vợ em rằng là mẹ mày ơi, hình như là thằng Hoàng Ánh nó phát hiện. Nó phát hiện ra sai này. Thì theo anh nghĩ là con mình có khả năng có một cái gì đấy cảm nhận được, cảm nhận khác trẻ con bình thường. Bắt đầu vi bảo thôi thế con có thích học học đi thi đồ đê mí không thì bắt đầu nó đồng ý, thì bắt đầu xin nhà văn hóa thiếu nhi cho đi học. Thì vào nơi học ấy thì các cô giáo rất thích lắm. Có mấy tháng đầu đóng tiền, sau đấy thì cô không đóng cho đóng nữa, là cô được học bổng là không mặc đóng tiền. Cô cũng cho học đàn xin bóp, tại lúc đấy chỉ là cho con đi học và lúc đấy nhà cảm thấy thích lắm, vui lắm. Lúc đó tự nhiên có niềm vui thôi. Thì là phát hiện ra từ đấy là con bắt đầu là biết hát, biết nhảy. Rồi Môn bây giờ chia sẻ cái giữa việc học và cái đam mê, em sắp xếp công việc của mình như thế nào? Thật ra thì em vẫn học chính quy. Thì cái giờ chính quy ở trên trường là từ sáng đến 5 giờ chiều. Con học trường nào ở Sài Gòn? Dạ, con học iSchool năm Sài Gòn. Con học trường quốc tế. Trường quốc tế. Con được học bổng. Giỏi mà em. Vậy là con học giỏi. Rồi đi học gì có hoạt động nghệ thuật gì trong trường nhiều không? Thì sau 5 giờ chiều thì buổi tối em hoạt động ở trên công ty học hát. Thì một tuần thì em học khoảng 2 ngày thứ ba chủ nhật. Và buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu thì em vẫn học ở trên trường. Là còn một năm nữa là em ra trường rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi em định học đại học gì không? Có đam mê ngành gì không? Hay là muốn theo nghệ thuật luôn? Thật ra lúc đầu em đang định tính với ba là làm về marketing ạ. Thì em sẽ chọn trường Hoa Sen, cũng một trong tập đoàn. Kiếm chưa kiếm gì vậy các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ làm quen vị khách mời ngày hôm nay. Đó chính là hai cha con của một cậu ca sĩ. Nhí. Dễ thương. Nhí không, dễ ngày xưa là nhí thôi. Nhưng mà bây giờ cũng còn trẻ. Không, bây giờ là bự rồi. Khi mà cậu nhỏ đó, quá trời thành tích luôn. Trong Minh Hằng sau ký ức tất cả mọi người là cậu nhí. Nhưng bây giờ đã trở thành một anh chàng cao to, dạm dỡ, đẹp trai rồi. Vậy đó chính là ca sĩ Môn và cũng như là ba mình. Xin mời. Xin mời hai cha con. Thấy chưa? Dạ, con mời chú. Dạ, xin chào, dạ, xin mời. Dạ, con chào chú. Chú thể giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Con Tôm Số Tội đôi chút về mình được không ạ? Xin phép chào hai MC. Dạ. Và chào khán giả chương trình. Mình tên là Nguyễn Đức Dũng. Năm nay mình 51 tuổi. Quê mình đâu chú? Hải Phòng. Hải Phòng. Bây giờ mình đang sống Hải Phòng hay đâu? Không, hiện nay thì hai ba con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa làm gia đình mình vô đây luôn hay không, sao? Không, chỉ có hai ba con thôi. Ủa rồi còn mẹ ở đâu chú? Vì anh trai lớn thì có gia đình đang ở ngoài Bắc, ngoài Hải Phòng. Một phần nữa là theo bố, một phần nữa theo ba đó. Gọi vui là cắt nửa vàng trăng ấy. Dạ. Em trai giới thiệu bản thân mình cho khán giả biết một xíu đi nè. Đầu tiên chào cô Thanh Thủy, chào anh Dương Bảo Lâm và chào tất cả quý vị khán giả đang có chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Em là Môn Hoàng Anh, là thành viên của nhóm nhạc BA36 và tụi em đã hoạt động được hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi. Rồi nhóm mình sắp tới ra sản phẩm gì không nè? Sắp tới thì nhóm của em đang ấp ủ một sản phẩm có một hình ảnh hơi trưởng thành một chút giống em bây giờ. Cũng hát về tình yêu, nhưng mà đang là tình yêu nửa vời, là vỡ tình bạn và tình yêu. Thì đây một cái bước chuyển của nhóm mà mong là mọi người sẽ ủng hộ. Thì những sản phẩm này sẽ được đăng trên page của nhóm B36. Thì mọi người hãy nhớ ủng hộ và lắng nghe sản phẩm đó. Nhà mình là có bao nhiêu cháu chú? Nói chung là nhà thì được hai anh em. Dạ. Anh của Hoàng Anh là năm nay là 28 tuổi. Dạ. Là ngày xưa khi mà mẹ của Hoàng Anh mà có bầu Hoàng Anh, nó có lúc có khó khăn không chú? Nói đến cái này thì thực sự là cũng là một ký ức thật sự là đáng nhớ. Dạ. Bởi vì thực sự ngày đấy thì gia đình cũng đang khó khăn. Thì lúc đấy là đang có anh của Hoàng Anh rồi, là 10 tuổi rồi. Bây giờ bảo nói thêm nhà có con thì ai cũng muốn cả.
Thế nhưng mà nghĩ về kinh tế thì mình không dám. Cho nên là cái ngày đấy khi mà nghe được thì thực sự rất là giật mình. Vừa vui nhưng mà lại vừa buồn, vừa lo. Lo cho kinh tế đúng lo không? Lo về kinh tế đúng thì... hai vợ chồng mình làm cái gì chú? Mẹ Hoàng Anh là ngày đấy đã, vẫn bây giờ vẫn là bộ đội. Yeah. Còn hai gia đình là bộ đội hết. Mình thì về lâu rồi. Thì còn mỗi mẹ thì mình làm ở ngoài thôi. Cũng chỉ làm lung tung ở ngoài thôi chứ cũng không tự do. Yeah. Chứ cũng không có là nghề nghiệp chính là gì cả. Lúc đó gia đình mình làm anh trước là anh trai rồi. Yeah. Bé sau có mong là con gái hay con trai gì không chú? Đúng là mong, rất mong là có một bé gái nữa thì cảm thấy nó vui hơn. Con nếp có tẻ mà. Đến khi mà có rồi thì lúc đầu thì cũng định không muốn. Thế nhưng mà sao bảo thôi, bà hai ông bà nội ngoại gia đình cũng nói vào thì hai vợ chồng lúc đấy quyết định và để. Ủa anh sao ở nhà khi nào ba mẹ kể với vấn đề cho em nghe không? À, không ạ, ba mẹ em giấu hết. Vậy lần đầu tiên em mới nghe đúng không? Em vâng. Em có bị đượm buồn không? À, thực ra thì cái việc mà em có mặt bây giờ thì nó là một cái sự chứng minh là em đã bỏ quậy quá khứ rồi. Trời, nó nói dài dặn quá rồi. Nó lên xin nó dài dữ. Dạ con rồi dài quá. Em nay bao nhiêu tuổi rồi? À, em 17 tuổi. À, em 17 tuổi. Má trời ơi, 17 tuổi thôi. Đúng rồi, nó 17, 18 tuổi thôi. Mình đang học học cấp 3 hả con? Dạ, đang học cấp 3 mà. Đúng lúc mà sanh bé ra thì chắc là không khí gia đình khác hẳn ha. Dạ, khi mà trong thời gian có bầu thì thực ra là rất là lo. Lúc đấy thì gia đình, vợ chồng cũng cố gắng làm rồi dành dụm rồi là để làm sao có cái điều kiện tốt nhất có thể trong cái điều kiện lúc đấy để chăm sóc cho mẹ. Có kỷ niệm gì đáng nhớ không chú? Kỷ niệm thì cũng có, bởi vì là ngay hôm đấy chỉ là một mình thôi. Mẹ của Hoàng Anh đi làm đến ngày sinh Hoàng Anh thì thôi. Giống như là ngày 20 tháng 10 năm 2003 là ngày phụ nữ Việt Nam, thì sau khi cơ quan tổ chức xong cho mẹ thì đêm hôm đấy về là mẹ trở dạ. Trở dạ đến sang ngày hôm sau là ngày 21. 5 giờ kém 25. Xong dễ là sinh cũng dễ, không khó. Lúc đấy thì cũng mỗi mình thôi. Đi đưa đi đẻ thì cũng một mình. Mà khi bắt đầu bác sĩ gọi thì tên Hoàng Anh đặt từ trước rồi. Bác sĩ hỏi là thế ba của Hoàng Anh đâu, bố Hoàng Anh đâu, đón con này, con trắng lắm. Và rồi mừng lắm, thấy bác sĩ vừa nói vừa bế ra thì rất là mừng, bế con trên tay. Rất là vui mừng, cảm thấy hạnh quá phúc. Lâu rồi. Dạ. Vì là bé trước thì mình không được đón. Mà bé này lần đầu tiên mình đón trong vòng tay. Mà lại mỗi mình lúc đấy thôi. Vì là buổi sáng sớm nhà mình chưa muốn phiền ai cả. Dạ. Thì đúng, nghĩ lúc đấy thì rất là vui. Dễ thương nghe ông rất rồi. Rồi khi chăm sóc sao chú? Chăm sóc nhà là ai chăm sóc chú? Chú chăm sóc em. Dạ. Cho đến giờ này. Trời ơi, thương quá hả chú? Từ nhỏ tới lớn một mình tại chú luôn. Rồi gần 18 năm. Tại vì mẹ còn đi làm. Mẹ đi làm. Mẹ còn đi làm cho nên là bố chăm sóc. Trong cữ thì thực ra thì mình cũng thể dành thời gian để cái cho mẹ cháu nghỉ ngơi thì đủ sức khỏe hơn. Ủa mà ngày xưa có bị bệnh lặt vặt được không chú? Thực ra thì cũng có. Có trận nào đáng nhớ không? Có một trận đáng nhớ, đó là bị kẹt cái tay. Ừ. Kẹt cái tay chú? Đến giờ này vẫn đang còn. Cái tay đang còn đây. Thực sự là rất là một kỷ niệm, thực sự rất là không bao giờ quên được, bởi vì cái này đến giờ này vẫn đang ở trong mang trong người. Tay là gãy tay rồi. Khi kẹp tay thì nó sẽ tụ bầm lại thì đem đi mổ. Trời ơi lo lắm. Nằm mà sao mù phá hay sao hay bị gì hay là vô tình hay chỉ là vô tình chơi thì không biết thế nào, nó kẹp tay vào cửa. À khi hỏi bác sĩ thì bác sĩ phải phẫu thuật. Thì phẫu thuật năm đấy đến giờ này là khoảng 14-15 năm rồi. Mà vẫn còn. Vẫn còn đến giờ này. Ngày xưa đi học đồ nghịch ngợm không chú? Đi học nhà trẻ đồ có nghịch ngợm, có phá không, có bữa dạ thể hiện thì học rồi trẻ thì để mà nói thì có hẳn biệt danh luôn ở trường mầm non, vì 2 tuổi rưỡi là gia đình phải công việc, mẹ đi làm rồi, 3 thì bận công việc, thành ra phải cho gửi vào trẻ. Yeah. Thì được trước mắt thì gửi trẻ ở gần nhà, thì cũng bác gần nhà để cho gần nhà đi lại cho tiện, học hay đánh bạn trong lớp, trong lớp, vì là bác trông đến 6-7 bé luôn một lúc, thì cứ sảnh cái mà mình bên đây mà nghe tiếng thét lên thì rằng sang sẽ nào là con mình đã tấu con người ta rồi. Sau đấy thì bác không trông được nữa, vì bác phải nói thật luôn là lì quá, nó nghịch quá, nó đánh con ta nhiều, người về bị kiểu viết xước ấy, ba mẹ người ta kêu. Cuối cùng là bắt buộc bác phải chấp nhận sang nói khó để ba mẹ phải chấp nhận cho con đi nhà trẻ. Yeah. Khi con đi nhà trẻ thì con thành biệt danh là cá cảnh. Cá cảnh. Cá cảnh có nghĩa là cái lượn có nghĩa là chỉ sảnh một cái là thấy đi sang lớp lớn của các anh các chị rồi. Có những ngày đầu tiên rồi, các thầy cô giáo là hú hồn hết, hú hồn hú vía luôn, là tìm không bao giờ thấy con đâu, cứ sợ nói xin lỗi cả nhà, cứ sợ con bị té ngã trên lầu nước xuống. Thế thì cuối cùng tìm mãi hóa ra là đang ngồi trước cửa các anh chị lớp lớn, lớp 5 tuổi để xem anh chị học hát và học chữ, học toán. Rồi bao nhiêu lâu mới phát hiện bé cái năng khiếu chú?
Thì đến khi chuẩn bị học lớp 1 thì một thì là một cái kỷ niệm là nhà có làm quán internet. Dạ. Mở internet thì cái ngày đấy là Michael Đức Sơn mất ở tháng mùa hè tháng 6 2009. Bắt đầu vào anh chuẩn bị học lớp 1 thì ngày đấy đang rộ lên Michael Đức Sơn mất. Mấy anh ở chợ đến chơi thì bảo là chú Dũng ơi, thằng Hoàng Anh nhà chú đang bắt chước nhảy Michael Đức Sơn nghịch kia kìa, thằng bảo thì mới mắng la nó là không được nghịch nữa. Không ấy thì để tập trung vào học hành vì chuẩn bị học lớp 1 rồi. Quay đi quay lại đã bắt trước để Michael Nước Sơn. Ủa con là con hát chú ớt con đúng không? Đúng rồi. Của Good Talent, cô Thúy Hằng Thúy Hạnh đến lên hôn trên sân khấu. Con hát chú ếch con nhưng nhảy kiểu Michael Jackson. Đúng rồi. Trong cái chương trình có lần đầu tiên của Việt Nam. Có. 2000 cuối năm 2011. Phối cái bài đó hay lắm. Giờ có nhớ bài đó không con? Không nhớ hả? Nhớ lúc đó là con bao nhiêu tuổi rồi? Chút xíu à? 8 tuổi. 8 tuổi. Ủa mà đang còn nói ngọng lắm, 8 tuổi nữa thật. Anh Lâm với bác Thủy là đang còn rất ngọng. Ăn number one, hát là ăn number one chứ mà anh đâu. Dạ. Mà cơ duyên gì cho bé đến với những cuộc thi đó vậy? Thì nói thật với anh Lâm với là bác Thủy rằng là cái ngày đấy á, chỉ là gia đình thì thích nghệ thuật thôi. Dạ. Thấy con người ta có đam mê nghệ thuật các thứ thì mình cũng ước mơ thôi. Nhưng mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước bởi vì mình không có điều kiện. Thì tình cờ khi mà biết Michael Nước Sơn thì bắt chước nhảy Michael Nước Sơn. Thế cuối cùng bảo ba là ba in cho con một cái đĩa để con lên gác con nghịch. In cái đĩa thì lên gác nhảy học nhảy vừa nhìn học ở trên lầu. Thế là học trên lầu xong thì bắt đầu nó phát hiện ra giữa nhạc và nhảy của Michael Nước Sơn bị lệch. Là in bị lệch. Thì thực ra là em cũng không biết chị ạ. Cái hình với cái tiếng. Cái hình với tiếng bên chân lệch nhau. Em còn kêu em la lắm. Người ta in thì sao cái đấy. Đấy lúc đấy còn khùng mắng lại con như vậy. Thế khi bắt đầu lên xem lại. Đây nhá, ba nhìn đây nhá. Xong tí con cho ba xuống xem ở dưới YouTube tí nhà. Khi xem xong mà xuống nơi lại thì đúng thực sự là biết là sai. Trong người em tự nhiên em cảm thấy nghĩ khác đi. Và lúc đó em về em mới nói vợ em rằng là mẹ mày ơi, hình như là thằng Hoàng Anh nó phát hiện ra sai này. Thì theo anh nghĩ là con mình có khả năng có một cái gì đấy. Cảm nhận được. Cảm nhận khác trẻ con bình thường. Dạ. Bắt đầu vì bảo thôi. Thế con có thích học đi thi đồ rê mí không? Thì bắt đầu nó đồng ý. Thì bắt đầu xin nhà văn hóa thiếu nhi cho đi học. Thì vào nơi học ấy thì các cô giáo rất thích lắm. Có mấy tháng đầu đóng tiền, sau đấy thì cô không đóng cho đóng nữa là cô được học bổng là không mặc đóng tiền. Cô cũng cho học đàn xin bóp. Tại lúc đấy chỉ là cho con đi học và lúc đấy nhà cảm thấy thích lắm, vui lắm. Lúc đó tự nhiên có niềm vui thôi. Thì là phát hiện ra từ đấy là bà con bắt đầu là biết hát, biết nhảy. Rồi Môn bây giờ chia sẻ cái giữa việc học và cái đam mê, em sắp xếp công việc của mình như thế nào? Thật ra thì em vẫn học chính quy. Thì cái giờ chính quy ở trên trường là từ sáng đến 5 giờ chiều. Con học trường nào ở Sài Gòn? Là con học iSchool năm Sài Gòn. Con học trường quốc tế. Trường quốc tế. Con được học bổng. Giỏi mà em. Vậy là con học giỏi. Rồi đi học gì có hoạt động nghệ thuật gì trong trường nhiều không? Thì sau 5 giờ chiều thì buổi tối em hoạt động ở trên công ty học hát. Thì một tuần thì em học khoảng 2 ngày thứ ba chủ nhật. Và buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu thì em vẫn học ở trên trường. Là còn một năm nữa là em ra trường rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi em có định học đại học gì không? Có đam mê ngành gì không? Hay là muốn theo nghệ thuật luôn? Thật ra lúc đầu em đang định tính với ba là làm về marketing ạ. Thì em sẽ chọn trường Hoa Sen, cũng một trong tập đoàn luôn. Thì em sẽ cố gắng lấy học bổng ở trong đó để mà có thể phụ ba mẹ về chuyện kinh tế. Năm mấy là chú và bé vô Sài Gòn chưa? Bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 2014 đến giờ. Rồi những ngày đầu vô là có khó khăn như thế nào chưa? Lúc đầu thì thực ra mà nói vào thì cũng không ăn được. Ví dụ như ăn mì Quảng hay cái hương thung là hủ tiếu nằm vàng, hầu như phải xin thêm nước mắm để chế vào vì nó ngọt quá. Ăn họ không được. Không ăn được. Trong miền Nam mình không hợp với khẩu vị. Đến giờ này vẫn không hợp được. Nên hầu như là em phải tự nấu nút nướng, kể cả ăn sáng ăn nhiều. Ủa rồi chú ơi, giờ ở đây chú có làm gì không? Dạ không. Dạ, chú đi theo bé. Chỉ đi theo thôi. Có nghĩa là bây giờ này thì đỡ hơn là có việc bên công ty là có quản lý đi rồi. Còn những cái chuyện khác như ăn ở hay giặt giũ thứ thì hầu như là chú phải làm. Rồi chú ở nhà chú chăm hả chú? Là chăm và dọn dẹp nhà cửa và cơm nước các thứ cho em chuẩn bị về đến nhà là có cơm nước rồi, giặt tắm rửa lên chỉ ăn thôi, lo cho em học để chuẩn bị đi sang. Ăn xong là chỉ một nghỉ lúc, có khi ăn trước khi có hôm không kịp ăn vội ăn vàng không sang công ty để học. Rồi mỗi khi mà nhớ vợ nhớ con trai hoài hay sao chú? Mình chỉ qua điện thôi. Gọi điện thôi. Bây giờ thì có phải tham. Mà thương con dữ vậy trời. Tức là phải hy sinh cho nó từ khi mà nó còn mới cấp 2 thôi. Bọn em có một cái nghĩ thoáng hơn rằng là khi con, có nghĩa là cái cơ may đến với mình đến lúc nào được thì mình cũng cố gắng, mình hy sinh bây giờ thì sau này con mình cũng đỡ khổ và mình cũng đỡ khổ. Dạ. Chỉ mỗi cái sự đơn giản như vậy, chính vì vậy mà cảm thấy rằng mình hy sinh tất cả. Nói vợ rằng thôi em ạ, không còn cách nào khác, nhà mình khó khăn. Thì bây giờ anh hy sinh bằng cách đấy là anh phải đánh đổi.
thì vợ chồng mình mỗi người một nơi tạm thời. Có khi nào mà con bắt đầu là con có cảm nhận được rằng là cha mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều khi mà ba phải rời hẳn xa mẹ, xa anh, rời hẳn vào nguyên cả cái cuộc sống vào Sài Gòn này không con? Thật ra thì con đã cảm nhận được cái sự khổ nhọc và cái sự hy sinh đấy của ba từ lúc mà thi giọng hát Việt Nhí rồi. À, đó, Việt Nhí. Rồi có khi nào mà giữa hai cha con mà có nào bị khắc khẩu không? Có nào mà cãi lộn đồ, mà có nào trận lớn đồ không? Từ khoảng năm 2018, khoảng 2 năm trước thì em với ba bắt đầu là có xảy ra khá nhiều bất đồng quan điểm. Cho nên là càng vì cái việc đấy làm cho em kiểu nghĩ là ừ thì tại vì mình lớn nên mình có cái suy nghĩ khác. Còn ngày xưa thì mình nhỏ mình dễ được ba bảo ban các thứ. Thì lúc đó thì em có nói một cái buổi đấy thì ba và em có nói chuyện với nhau một đêm. Thì có to tiếng với nhau. Cảm thấy là ừ càng sau này thì thấy là ba với mình không hợp nhau để nói chuyện nữa rồi, để chia sẻ nữa rồi. Thì cái khoảng cách đấy nó dần dần thì em cũng chỉ đi học về rồi chơi máy rồi là nghe nhạc, viết nhạc các thứ thôi. Còn ba cũng nghe loa các thứ trên TV thôi chứ không nói chuyện với nhau nhiều. Và đến bây giờ trời hai cha con đã nói chuyện bình thường lại chưa? Hay vẫn còn giữ còn khoảng cách ở chung nhưng mà không có chia sẻ với nhau nhiều? Thì thực ra thì mọi cái bình thường thôi. Chỉ sau cái hôm đấy thì tất cả vẫn là bình thường. Không có gì cả. Sau này khi con lớn dần dần thì biết được cái những cái chuyện mà người cha người mẹ phải thương con thực sự là để hy sinh hết tất cả mọi thứ. Mà ba cưng vậy rồi ở nhà có tật xấu không? Ôi thì thật xấu á. Dạ. Nói thật xấu thì có đó. Ví dụ như là đi học về cởi đồ ra là lột nguyên trái luôn vậy. Lột trái nguyên luôn để như vậy luôn. Lột sao để yên để vậy? Yên vậy nó luôn. Không lột cái này. Cũng như hai ba con mà vẫn luôn ngăn nắp là có rổ giặt quần áo, khi nào thay là phải vứt vào đấy. Rồi ba phải đi giặt, ba lựa đồ đen đồ trắng ra giặt. Đồ đen ba giặt có thể ba giặt bằng máy, còn đồ trắng thì ba phải vò bằng tay. Trời ơi. Ba phải giặt bằng tay. Dạ, rồi sao nói chú ngoài cái tật mà đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa cũng rất là xấu mà nói mãi không được. Có nghĩa là ví dụ cầm cái điện thoại hay là cầm cái đuôi đũa hay là cái gì đấy thì trước khi cầm lên là kiểu gì cũng đập vào mũi hai cái. Thói quen như... một cái thói quen như trước đây là cũng còn nháy mắt nữa thì cái nháy mắt nói nhiều rồi thì đỡ, cũng chỉ vì những cái tật xấu đấy mà nhiều lúc la lên quá trời luôn. Dạ. Để cho nó bỏ đi là mới... xích hai cha con là những cái tật xấu đó. Đó cũng rất là nhiều cái từ cái đấy có như nảy sinh ra nhiều cái khác. Ủa là gõ làm sao cái hành động là sao? Cầm này cũng đập hai cái vào mũi. À vậy hả, như là vừa ơi mở cửa đó mẹ. Câu thần chú đúng không? Có bây giờ đứng lên nó hát, nó cầm đi rồi có đập hai cái rồi nó biết. Không mấy chị lại không, cầm mấy chị lại không như điện thoại hay đồ thì lại. Rồi à, còn tật xấu gì à, ngủ nướng không chú? Ngủ nướng thì là vô địch rồi, chắc chắn là phải có giải. Dạ. Nếu mà nói về ngủ nướng là có giải, thực ra thì cũng thông cảm thôi. Thì vì là nhiều hôm đi ba con hay đi xô về thì cũng đi về có hôm 2-3 giờ sáng về đến thành phố. Con đứng mệt thì con ngồi một góc, ba phải dọn đồ các thứ đầy đủ xong xuôi, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, xong giải ga gảy đệm ra cho con. Lúc đấy con chỉ đi ngủ thôi. Thì ba bắt đầu lúc đấy ba mới được đến lượt ba là đi tắm rửa cá nhân xong xuôi, lúc đấy vào đi ngủ. Thì con đã đi ngủ mất rồi. Dạ. Ủa rồi hai ba con ngủ chung không chú? Thì ngủ chung chứ. Ngủ chung giường luôn. Ngủ chung giường bình thường mà. Ủa thương quá vậy. Thương á. Mình nãy giờ đang ngồi mình ngẫm nghĩ, thường mẹ thì chăm sóc con trai lẫn con gái về cơm nước giặt giũ rồi miếng ăn giấc ngủ đủ thứ rồi cái. Bây giờ mình nghĩ tất cả cái thứ này bây giờ dồn hết trở lại thành bàn tay của một người đàn ông cũng khó ha. Vâng, thế nhưng mà cũng hề cũng làm thôi chị ạ. Cũng bắt buộc phải làm thôi vì cũng không nói xin lỗi, không biết ai làm bây giờ cho mình phải làm, mình phải thích nghi và sống chung mọi thứ. Rồi cái nào ba ở bên cạnh ba, biết mà lúc nào cũng kế bên rồi ba chăm sóc vậy, có nào em cảm thấy mình bị bó buộc quá không, mình bị quản lý dữ quá không, mất tự do quá không? Không, thì cái gì đúng thì ba sẽ cho làm, còn cái gì sai thì ba sẽ mắng và sửa. Con cũng không có thời gian, nhiều lúc cũng rất muốn cho con làm, nhiều lúc cũng bảo ba ơi ba ra dạy cho con nấu nướng. Nhưng thực ra thì có dạy thì con cũng không có thời gian con làm. Bây giờ mình đang suy nghĩ nè, bây giờ mình phải theo nó thêm 4-5 năm nữa tới đến học đại học, rồi nó phải đi diễn, rồi nó phải đi học thêm tất cả mọi cái nữa. Em thì đang xác định chắc phải tầm 10 năm nữa. Mười năm rồi. 10 năm nữa thì bé nó 28 tuổi đúng không? Dạ. 28 tuổi nó có người yêu, nó có dạ. gia đình thì dạ. nó vợ nó mới làm cho nó. Dạ. Chà. Giang Trưng. Chú Mon có phải là người mà hay chia sẻ tình cảm của mình với chú, nào thể hiện tình cảm của chú không? Thực ra thì nhiều lúc nhìn con, ví dụ như nhiều hôm con ngủ nướng ấy, mà dậy mà ngồi mà nhìn canh con ấy, con để con dậy ăn sáng thì nhìn con thương lắm. Nó cũng hơi mất tuổi thơ so với các đứa trẻ khác. Ví dụ như con bắt đầu vào đi học dancing board, 8 giờ 8 rưỡi con mới về đến nhà, đồng ý để cho con ngồi chơi máy tính và đút cơm cho con ăn.
cho dù là Hoàng Anh tự đút là rất là giỏi, từ năm 2 tuổi rưỡi đã cầm đôi đũa để gắp được từng hạt là hạt đậu phụ. Thế nhưng mà nghĩ là thương con thì thôi thì cứ để cho con nó trải nghiệm, mình cùng đi cùng với nó và theo nó để cho nó làm cái điểm tựa. Đến giờ nào nó cực kỳ chắc chắn rồi thì may ra mình mới dám buông. Có lẽ Mon là người khá ít nói cũng như là sống nội tâm một xíu cho nên ít chia sẻ tình cảm của mình đối với ba. Hóa ra thì trước đây lúc mà con còn nhỏ thì con vẫn thường ôm ba cái thứ, cũng thường nói lời yêu thương đúng không? Nhưng mà càng lớn thì nào còn thấy kiểu đấy, như con chia sẻ thì hai cha con thì không có hợp nhau nên là sẽ dẫn đến bất đồng quan điểm rất nhiều. Thì chắc là chỉ cần nói những gì đáng nói, cần những cái gì mà con cần nói đối với con thì con thấy là đủ, không cần phải nói quá nhiều trong một cuộc hội thoại. Con vẫn đang làm việc đấy hàng ngày chứ không phải là con sẽ nói là con thích nói quá lạnh lùng đúng không? Dạ. Yeah. Dạ chú ơi, sẵn tham gia chương trình Con Tôi Hứa Tội, không biết là chú nếu có lời gì mà dặn dò, chú muốn dặn dò đứa con trai bé bỏng của mình không chú? Trước hết thì cảm ơn hai MC rất nhiều. Dạ. Cảm ơn chương trình. Đây cũng là một cái mà cơ hội nhân tiện đây để nói cho con nó biết. Thì thực ra ở ngoài thì nhiều lúc không nói được. Dạ đúng rồi. Cũng chỉ vì không nói được đâm nhiều lúc cũng la lớn lên. Với ở tuổi này thì hầu như là không biết con của mọi người thế nào thì mình cũng không biết. Thế nhưng mà thực sự Hoàng Anh thì thực ra nó rất là ngoan, nhưng nó không bướng thì không đúng. Bởi vì cái tuổi này nó thế, khi nó trưởng thành gọi là dở ở ngương, nó chưa lớn hẳn và cũng không phải là nhỏ hẳn nữa rồi. Thành ra là nó rất là khó, muốn lúc nào cũng muốn rằng cái tôi của mình ấy, nọ ấy kia là ý là con lớn rồi, ba không được nói nhiều, nói to nọ kia gì nữa. Nhưng thực ra nói con lớn là với tuổi của con là con lớn với tuổi của con thôi, chứ còn suy nghĩ của con chưa lớn một cái gì cả. Thế nhưng cũng nơi qua đây thì cũng chỉ mong con suy nghĩ chín chắn hơn, học những cái gì cần học mà đường đời chắc chắn sẽ dạy con. Cũng mong con trưởng thành đúng đắn và nên có những lời nói với ba mẹ, người thân theo một cách dịu dàng và yêu thương hơn. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương con. Em cảm ơn chú rất là nhiều. Mon ơi, em có nói gì lời gì để ba yên tâm một xíu không cưng? Thì con vẫn đang làm cái việc mà con với ba đã nói với nhau. Cái đường tương lai của con sẽ khá là khó khăn thì con chỉ mong ba tin tưởng những gì mà con quyết định thì cái kết quả sẽ là cái chứng minh được. Rồi con nói vậy thì ba cảm ơn con. Nhưng đây cũng là lần ba cũng phải nhắc thêm con một lần nữa qua đây chương trình. Ba chỉ mong con một điều rằng bởi vì con không phải là đứa con bướng bỉnh, nhưng đến giờ này cái tuổi của con để làm cho con bướng lên thì ba chỉ mong con một điều. Bây giờ làm bất cứ một cái điều gì mình đều phải suy nghĩ và tham khảo những người xung quanh. Và nhất là ba mẹ hay những người thân trong gia đình mình. Theo ba thì con phải suy nghĩ chín chắn hơn, rồi hãy quyết định thì chắc chắn con sẽ thành công. Dạ xin cảm ơn chú, cảm ơn em đã tham gia chương trình. Bây giờ có một món quà cho bạn. Cảm ơn. Dạ.